Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại bãi biển Cô Lâm nữa ha quý vị. Cũng lời nói đầu tiên thì mình chúc tất cả quý khách nhiều sức khỏe, công việc ha. Thì video hôm nay gửi đến quý vị ha, trước mắt là những cây mai tứ quý tàn ha quý vị, những cái mai vàng thần chậu chơi Tết 2023 ha quý vị. Thì mình cũng thay mặt anh Lâm cảm ơn quý vị ủng hộ anh những video trước đây ha. Thì địa chỉ của anh đây phường 9 Mỹ Tho ha quý vị. Rồi chào anh Lâm ơi. Chào anh Trường, chào cô chú anh chị trên cả nước. Hôm nay mình cũng có về mấy cái mai tứ quý tàn. Dạ, cũng có mai vàng chơi Tết nha anh em. Rồi vô cây số 1 đi Lâm ơi. Cây số 1 là có mai vàng thần chậu không quý vị? Mai vàng thần chậu. Chiều cao 107 anh ơi. Rồi anh đo tán ngang đi, báo đi em quay dạo dạo trước. Kè thân lắc. Tán ngang 1,5 m. Tán ngang 1,5 m quý vị. Thân lắc không quý vị? Rồi cho panel lên Lâm ơi. Dán lông. Dán lông không quý vị? Panel 24 anh. Panel 24 quý vị. Để đâu quý vị? Thân lắc ha, nó bẻ qua chi, nói chung là nó định hình ra những cái chỗ mà cái điểm co, mỗi cái điểm co là nó có một cái chi đưa ra không quý vị. Để đây quý vị, cũng nguyên khối luôn ha. Trên đây thì nó bị giống như bị háp nắng không quý vị, bị cháy nắng lột vỏ nhưng mà cũng xử lý keo không quý vị, như nhìn kỹ ha. Đây nó cũng bên số một số bông gió ha quý vị. Bông gió thì nãy ra đầu clip mình cũng có quay rồi. Đây quý vị bông gió nè quý vị. Và cây số 1 mà vàng mình giao lưu giá sao anh làm? 5 triệu bao ship 200 km. Là mình cứ tính luôn chậu luôn ha anh? Tính luôn chậu luôn. Tính luôn cái chậu ha quý vị, 5 triệu bao ship quý vị 200 km ha. Rồi tiếp theo cây số 2 Lâm ơi. Cây số 2 là cây tứ quý tàn anh ơi. Rồi số 2 cây tứ quý tàn cho chiều cao nó tán ngang luôn anh. Chiều cao 1,7 đi anh ơi. Tán ngang tầm 2 m anh ơi. Rồi này thì quý vị thấy ha, anh cũng con hết, anh ảnh con cho cái tàn nó tròn là không quý vị. Ảnh con nhẹ đó ha, cho cây nó cũng khỏe ha. Cây này thì nó một cốt quý vị. Nhà cũ ha. Dạ. Bây giờ đo vậy đi ha. Rồi đo dòng mèo đi. 42 anh ơi. 42 quý vị. Đo tạc tạc xuống cái cũ cái ha. Rồi đo tạc xuống cũ đi. 51 đi anh ơi. Rồi. Một cốt lên vậy ha quý vị. Cái tứ quý tàn không quý vị? Anh em muốn xả phôi cũng được. Đây. Anh em mua cái giá phôi có bớt gì cho anh em không Lâm? Thì nếu mà anh em mua giá phôi thì bớt chút đỉnh ha. Rồi. Anh cũng báo không quý vị. Nếu mà cái giá tàn thì anh để như vậy không quý vị? Anh em muốn mua rút phôi thì anh cũng bớt chứ. Chút đỉnh thì cà phê báo ha. Bớt tiền vận chuyển á mà. Cái tàn thì mấy anh biết rồi, tiền vận chuyển cao lắm. Vàng xương đó rất kính không quý vị. Đó quý vị. Rồi cây số 2 tứ quý tàn mình giao lưu giá lên Lâm ơi. 16 triệu anh. 16 triệu, cái này mình bao ship toàn quốc luôn hay sao anh? Bao ship nếu mà 250 mét là tàn. Dạ. Rồi còn toàn quốc thì anh em cũng được ha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo, thì mấy anh em cũng thấy này, cây này chắc cũng tầm 2 mét hả anh? Rồi, tán ngang cũng hào hào sơ đi Lâm ơi. Rồi. Nó cũng vậy à. Rồi. Cũng bằng cây kia. Cây này được cũng bé quá chứ. Bây giờ mình đo cái eo trước ha. Cái eo là 43. 43 rồi chạc xuống ừ nhưng mà cũ nạt á. Trời cũ nạt. Cũ nạt 57. Cây này cũng một cốt không quý vị. Về quý vị có thể rút cái thằng nhỏ ra bỏ để nhẫn mà được ha. Đấy đây quý vị, quyển mình cũ luôn. Cũ giờ bá quý vị, đích giống như đích ngục trinh ha. Về lóc này bỏ không được ha quý vị, thì nó hơi bị cống bên hai. Còn thêm một cốt thân lắc ha quý vị. Dàn xương nó cũng lên rất là mà ấm ha quý vị. Đầu vôi đôi chuột luôn. Anh em có thiện chí muốn xả phôi thì cứ alo em dạ. Bớt cho anh em, bớt giá cho anh em luôn. Rồi cây số 3 mình giao lưu giá lên Lâm ơi. 15 triệu 500 đi anh ơi. 15 triệu rưỡi hả quý vị. Rồi tiếp theo cũng là tứ quý tàn ha, mã số 4. Có chiều cao nó cũng vậy anh ơi. Rồi. Cao chắc 2,2 m đi. Cao 2,2 m. Cái tàn thì nó chắc 2,5 m đi. Rồi. Mà neo luôn đi. Neo nha.
42. 42 quý vị. Đặt xuống cái cũ một chút. 50 đi. Rồi. Cây này thì hai thân. Cây này một cốt nguyên bản nó hai thân ha quý vị, nhưng mà cây này cắt ra lùng lực cũng đẹp ha. Quý vị không thấy dàn xương ha. Thì qua những cái tàn này ha quý vị, không có mình bằng quay ha. Thì quý vị nào chưa rõ chi tiết cũng qua số Zalo anh Lâm ha quý vị để nắm thêm thông tin ha quý vị. Cây này thì nói chung là cái cũ, cái cũ đẹp. Mấy cây này là cũ đẹp. Nói chung là ba cây tứ quý tàn này nó cũng ngang ngửa nhau không quý vị, chiều cao nó ngang vậy ha, mình cũng rà lại ha. Rồi quý vị nào thiện chí muốn mua ba cây này luôn á thì cứ liên hệ với anh Lâm ha, thì mình chốt ba cây tất nhiên là anh giảm giá cho quý vị ha, đỡ cái tiền vận chuyển không quý vị, bớt cho anh em tiền cà phê pháo rồi. Rồi giá luôn Lâm ơi, 15 triệu đây. 15 triệu không quý vị, mã số 4 cây tứ quý tàn 15 triệu. Rồi mã số 5. Mã số 5 cây tứ quý tàn một cốt quý vị, tàn động ha. Cây này em nó hào hào không quá cao được anh. Dạ. Cây này chắc 3,5 mét đi thôi. 8 ngàn anh. 8 ngàn 4 mét à? 4 mét có hơn nha. Dạ. Rồi. 4 mét có hơn. Cây này thì nó trông đéo được đây. Điều. Ba. Chưa có được con này. Tay cành lực không quý vị? Tốt ha. Một cốt là nó chậm lại 4 đọt không quý vị, nhưng mà về mình cắt lại, mình lọc lại, mình lấy cái một cốt đi lên được ha. Tay cành lực không có quý vị, tay cành số 1 cả 20 hai mấy ha quý vị. Đây quý vị, đây nó chậm nè. Mình lóc lại mình lấy cái thằng này chính giữa ha quý vị, lấy lại đọt chủ thằng này ha. 25 hoặc này cũng được tùy quý vị ha. Rồi bà neo anh Lâm ơi. Bốn chín yếu, 50 yếu tính 49 anh em ơi. 50 yếu tính 49 không quý vị. Rồi anh cho cái thoát thân tay cành số 1 luôn anh Lâm ơi. Thoát thân cành số 1 25 anh ơi. Rồi. Để đây quý vị. Đó, có chân hết á. Thì quý vị nếu muốn thêm chi tiết thông tin về đế hay này kia thì quý vị cũng qua số Zalo anh Lâm ha. Tại vì anh đang thằng bòn rồi quý vị. Rồi mã số 5 mình giao lưu giá lên Lâm ơi. 27 triệu anh ơi. Bao ship 200 km ha. Rồi mã số 5 cây tứ quý tàn 27 triệu bao ship quý vị 200 km. Đây. Rồi mã số 6 cũng là cây tứ quý tàn không quý vị. Cái này cũng một cốt ha. Tàn tròn như trái banh không quý vị. 3,5 mét. Rồi chiều cao 3,5 mét quý vị. 3 ngàn tính 3 mét thôi anh Trường ơi. Rồi. Cây này tàn rất đẹp quý vị. Quý vị thấy ha. Mà đi giáp vòng không có chỗ nào bị tống không quý vị. Cũng một cốt ăn lên luôn không quý vị. Đây một thân một cốt quý vị. Đầu vô đôi chuột luôn. Rồi cho bình neo anh Lâm ơi. Bốn hai yếu tính 41 anh ơi. Rồi môi môi đế được anh Lâm. Được. Cây này đang dâm ủ thôi chứ không gì hết. Thoát thân tay cành số 1 là cũng khoảng 30 ha quý vị. Một gang tay mình dư nhiêu đây ha. Cây này không xuống lá hả anh em. Bữa nay về cũng khoảng 10 ngày rồi. Rồi. Nguyên cũ không vậy? Chân lực lực không à. Chung rồi cây tàn mấy anh em biết rồi, không có khai thác nhiều. Chỉ đủ chân hết. Chỉ lòi mặt đế không quý vị, cho hình dung ra ha. Rồi cây tứ quý tàn mã số 5 mình giao lưu giá lên Lâm ơi. 12 triệu bao ship 200 km. 12 triệu không quý vị, cây này giá anh đưa ra rất gì bình dân không quý vị. Bao ship quý vị 200 km. Rồi tiếp theo.
Tiếp theo là mai vàng anh ơi. Mai vàng. Mai này là chơi Tết hả quý vị? Bông thì những bông gió nè quý vị. Cao mét 35 anh ơi. Tăng ngang anh. Cái này tăng thông không quý vị? Nó một cốt thân lắc ha. 1,5 mét anh ơi. Đây quý vị, bông nó nở nè, bông gió nè. 1,5 mét có hơn nha. Dạ. Mấy anh em mà mua cây này về có cái cao ăn luôn. Rồi cho bình eo Lâm ơi, một cốt ăn lên không quý vị. Qua chi có sữa ha, quý vị nhìn thấy ha. 34 anh ơi. 34 không quý vị. Rồi để đây quý vị. Gan cua luôn. Mấy này quý vị mua về là chơi Tết ha quý vị. Mua về là việc chơi thôi. Rồi giá lên Lâm ơi. 13 triệu anh ơi. 13 triệu. 200 km. Tính luôn chậu luôn hả anh? Tính luôn chậu luôn. Tính luôn chậu không quý vị? Tại vì cái giá anh đưa ra ha. Quý vị xem thích cứ alo trực tiếp anh ha. Thì cái giá đó anh đưa ra quý vị mua, anh đưa luôn chậu xe đút vô đưa về quý vị để trước cửa nhà canh thời điểm lặt lá chơi Tết không quý vị? Cao 1,5 mét anh ơi. Rồi, cũng một tàn thông luôn không quý vị? Giống như nón lá ha. 1,5 mét anh ơi. Dạ. ba mươi mốt quý vị, cũng thân một cốt ha, thân lắc lượng không quý vị, nó không quý vị, cây dài cây lắm anh em, một thân một cốt thân lắc lượng ha, quay chi cũng chỉnh sửa rồi, đây nút nụ nữa không quý vị, cây zin ha, không có ghép ha. Đây nhận nút nụ đó quý vị. Quyên trầm ha. Đây quý vị. Rồi giá lên Lâm ơi. 13 triệu luôn anh. 13 triệu luôn hả quý vị? Anh em nào chốt nâng cặp này em bớt cho ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cũng cây này vàng ha. Rồi. Mét tư đi anh ơi. Rồi. Có ngang chắc mét rưỡi, cũng mét rưỡi anh ơi. Đây quý vị nút nụ đó ha. Nụ nó quý vị. Thì mấy cây này cây thành phẩm không quý vị? Cây chơi Tết ha. Xù ha. Cũng một thằng một cốt quý vị. Qua chi cũng chỉnh sửa rồi. Ừ, dạng nó xù không quý vị. 29 hoành anh ơi. Rồi, hơi cứng ha. 29 hoành cứng. Rồi giá lên Lâm ơi. 12 triệu cũng bao thiếu 200 km. Rồi tiếp theo luôn. Theo cây này mấy 6 đi nè. Rồi. Tới ngang thì cũng bệnh mét rưỡi nè. Rồi. Này quý vị nút nụ đó ha. Đây. Nút nụ nó khá nhiều quý vị. Đây quý vị. Rồi bà neo anh Lâm ơi. Cái này cũng xù nha anh em. Đúng rồi, một thằng một cốt không có gì, qua chi cũng sửa, thân lắc ha. Bà neo 37 đây anh ơi. Rồi bà neo 37 quý vị. Đế nó sụt đứng ra không quý vị? Sụt đứng sụt chảy được có không quý vị, nhìn cây biết ha. Đây, nguyên cũ nó không quý vị, gan ra vô. Rồi giá luôn Lâm ơi. 13 triệu anh ơi. 13 triệu luôn không quý vị. Rồi, đây cây mai vàng này ha. Cây này nè, cây này tàn lớn này nó đổ bông gió quý vị thấy ha. Mày hạo chưa cao lên Lâm ơi. Cao mà không hạo, cái này 4 mét đi anh ơi. Rồi tán ngang. Tán này ngang cũng 4 mét đi. Này tàn dù không quý vị? Tàn dù. Một cây thú ha. Rồi quanh eo Lâm ơi. Năm ba đấy anh ơi. Có chạc ở đây cái được anh Lâm. Đo chiều ngang cái bể đít nè. Đo ở dưới này hả? Ừ. Kéo bể đít coi.
bể đít nó bự quá. Bể đít tới 60. 60. Những cây này thì quý vị chưa rõ, để thí dụ để quý vị thấy mặt đó ha, có những cái phần chèm quý vị cũng qua số Zalo 5 không quý vị. Cây này thì bông nó đang nút nụ quý vị. Đỏ bông gió ha. Đó quý vị chưa rõ chi tiết cũng qua số Zalo 5 ha. Ồ đẹp ha anh. Đây quý vị, bông gió đó. Rồi giá lên Lâm ơi. 25 triệu bao ship 200 km. Rồi 25 triệu bao ship quý vị 200 km ha. Giá còn một cái bay. Cái này dạo lá gai anh ơi. Dạo lá gai quý vị. Hồi quý vị nhìn thấy cái bông biết ha, dạo lá gai ha. Anh bao bông, anh bao chuẩn quý vị ha. Quý vị nhìn thấy cái lá ha. Cái bay. Mấy rưỡi cao anh ơi. Tới ngang mét tư đi. Rồi, và neo luôn. Và neo anh đo đây. Tại nó cũng mắc cái cắn của này. 48, 46. 46 quý vị. Cái này thì anh cũng có vô nhôm chắc được cũng mấy tháng à, quý vị nhìn cũng biết ha. Mới vô nhôm quý vị. Những cái mặt cắt này là ở Sam ha quý vị yên tâm ha. Rồi cái bay này mình giao lưu giá lên Lâm ơi. 15 triệu anh ơi. 15 triệu. Cũng bao ship 200 km ha. Rồi. Rồi, mấy cây này mới có bút tàn và anh em về vô nhôm thì mình ha. Rồi. Chơi được thì vô nhôm thì em. Mấy rưỡi. Rồi. Có ngàn mất rưỡi luôn đi nữa. Rồi. Cái này em mồi cái đế mấy cái cây mà vàng ra cái mượn. Đế thì khỏi chơi. Cái này đều. Đo hoành á. Rồi đo hoành nè. Năm mươi ba, năm bốn yếu năm ba ha. Cốt cành lực không có gì. Có to không à. Mà có đặc biệt có cái là nó lên là nó kéo vậy nè. Nó kéo y như bú vậy á. Gì mình thấy nha. Vàng nó hơi quay quái không có gì. Sao nó kéo nó lên nó kéo cái nó chạy chỉ nè. Anh thấy không? Ừ. Nó lên là nó chạy chỉ vậy. Mỗi lần nó lên nó bể ra vậy không có gì. Cái này quý vị vô nhôm lại ngon ha, định hình lại cây rất đẹp quý vị, năm mươi mấy hoành. Anh em nào ghép về cũng ghép bình thường, cái này ghép ngon lắm. Giá làm sao làm? Cái này 15 triệu không anh? 15 triệu không quý vị? Cũng bao ship 200 km. Rồi, năm mươi mấy hoành, giá của mười mấy triệu quý vị, bao ship quý vị ha. Cái này chỉnh sửa hai nước hả anh? Từ nãy giờ quên đọc mà số, không biết mà số mấy thì quý vị xem cứ có gì báo anh Lâm không quý vị? Tính mét 2 đi anh ơi. Rồi. Cái này thì ảnh có vô nhôm quý vị. Vô nhôm được hai lần rồi. Đây. Quần eo 55. Nụ đó quý vị. Quần eo 55 không quý vị. Rồi cũng có một số mặt cắt ha quý vị, nhưng mà anh cũng xử lý keo nhé, trong những cái hình ảnh này quý vị yên tâm ha. Không bị mục gì ha. Tại nghe mất gửi anh. Vô nhôm quý vị. Chưa rõ chi tiết đế cũng qua số Zalo 5 không quý vị. Nói chung với cái giá anh ra hoành mà năm mấy mà anh đưa ra 15 mười mấy triệu không quý vị, bao ship quý vị ha. Chứ nói thật tới nhiều khi quý vị cảm thấy mắc chứ nó chứ giờ cầm mười mấy triệu mà vô nhà vừa mua cây hoành năm mấy á. Thật tới nhiều khi mua chưa được nữa không quý vị. Rồi nếu mà mua được không cán bấn về rất là khó. Thì mình nói thiệt luôn, anh em nào đã từng trải nghiệm đi mua biết ha. Còn những anh em nào mà vô chỉ bình luận nói này nói kia, những anh em thử đi vô vườn mua thử coi, mình chia sẻ thật tình vậy ha. Rồi cây này mình giao lưu giá làm sao lên Lâm ơi? 17 triệu anh. 17 triệu không quý vị. Rồi. Cũng bao ship 200 km ha. Thì từ nãy anh cũng không có đọc số thì quý vị coi ha, những cây nào theo thứ tự không quý vị. Mét 20 anh ơi. Mét 20 quý vị. Rồi 50 quý vị. Cái này thì nó cũng mới vừa ấy này vô nhôm hoặc quý vị muốn ghép thì ghép ha. Cũng một cốt ăn lên luôn. Cái hoành thân đế này.
Nói chung những cây này là anh trồng dậu là nói chung là anh cái quan niệm anh cũng để nuôi lại không có gì, nhưng mà ví dụ Tết anh cũng bán được thì anh bán cho anh em chơi ha. Anh xử lý keo hết trơn rồi. Rồi giá lên Lâm ơi. 7 triệu anh ơi. 7 triệu không có gì. Cũng bao xe bay 100 km ăn luôn chậu ha. Rồi. Thì luôn. Nói chung là hoành 50 mà giá đó thì anh em hiểu rồi ha. Thì anh bán là anh bao luôn cái chậu không có gì, chứ quý vị chốt là chuyển xong là anh rước xe vô đưa luôn cái chậu về tới nhà quý vị cứ việc chơi thôi. Vậy xe tứ quý á, mét 6. Quý quý vị mét 6 quý vị. Này tứ quý không quý vị. Hoành neo, nó căng dài bên này. Bên kia rồi rồi. 36 anh ơi. Rồi 36 quý vị. Nguyên cũ ha. Chừng cắm cắm không à. Dạ anh em nào thì thấy đó về ghép được thì làm về ghép hay để tàn nguyên chơi cũng được. Đây thằng chậu quý vị. Gốc cành đó quý vị. Cũng to to lực không ha. Có đây thì nó bị khô không quý vị, nhưng mà nó bị nó cũng không vậy ha. Quý vị nhìn cây biết ha, đánh được cái giá trị ha. Thì quý vị thích thì cứ alo anh Lâm. Gợi ý cho anh em thêm chi tiết không quý vị. Rồi giá lên Lâm ơi, cây tứ quý nè. 5 triệu. Cái này thì nói chung anh em chắc về ghép thì em ta bỏ chậu, còn nếu mà thấy thì em bỏ chậu cho anh em luôn hết. Tiếp theo. Tiếp theo là mã dạ. Còn hai cái nha bạn. Đây là 9.3 m rưỡi đi anh ơi. Rồi cây này một thân một cốt không quý vị, tay cành đều ha. 3 m tàng ngang. Rồi. Cây này hàng nuôi đường dài không vậy? Một cốt thay cành tứ diện luôn. Đó quý vị thấy biết ha. Bông thì mình nghĩ báo năm nhân cánh chuẩn đi quý vị. Cây này 79 anh ơi. 79 ha quý vị. Có bông gió không? Không có bông gió rồi. Rồi cho bên em Lâm ơi. Cây này để đều hết tại vì giờ mình không dám bươi ra. Mới cũng mới đặt. 44 anh ơi. 44 quý vị. Khó khăn tay cành số 1 anh Lâm ơi. Tay cành số 1. 34. Đây 34 quý vị. Đây một cốt mà tay cành đóng quý vị. Rất đều ha. Một cốt đầu vô đôi chuột luôn. Rồi giá lên Lâm ơi. 18 triệu anh. 18 triệu không quý vị. Bao ship 200 km. Đó. Rồi tiếp theo anh. Rồi tiếp theo một cây già luôn. Cao 2 m đi anh ơi. Rồi. Nó hào hào thôi chứ nói chung thi xích chút đỉnh anh em. 2 m luôn đi. Rồi. Bông hơn. Nhưng mà. Rồi bàn neo lên Lâm. Cây này bông biết mặt bông đó hả Lâm? Cây này nói chung 5 cánh xích á. 5 đến 5, 7 cánh đi. Rồi tính 5 cánh đi không quý vị. 44 luôn anh ơi. 44 luôn quý vị. Đế cây này đẹp à. Đế cây này quý vị. Cây này là nó hết luôn, nó bệnh y như tứ quý luôn á. Đấy. Cây này cũng một thân một cốt không quý vị. Lá quý vị thành thấy cái lá mặt bông thì có vẻ quý vị. Bông chùm nha. Cây này bông chùm. Lá bự không quý vị. Cây này đặc biệt bông chùm. Đây khỏe không quý vị. Nhìn quý vị nhìn mức độ lá mà dày nó xanh bóng không biết rồi. Đây, lá quý vị nhìn thấy xanh mướt ha. Bóng lưỡng mà về cui à. Quý vị chưa đỏ chưa tiếc nè quý vị. Thấy lá không? Rất bự ha. Rồi giá lên Lâm ơi. Cây này hả? Cây này 17 triệu anh. 17 triệu quý vị. Rồi tiếp theo anh. Cây quý đi. Quý này mà hôm nay để đây anh em mua bán rẻ lại luôn ha. Từ nãy giờ anh không đọc mã số thì quý vị coi ha. Có gì điện ảnh không quý vị? Mã số từ nãy giờ không đọc mã số. Cũng quên mã số luôn. Rồi quà neo luôn anh Lâm ơi. Quà neo 39. Rồi 39 quý vị. Cái này tàn dầu không quý vị? Tàn dầu. Anh em mà chơi tàn zin thì cũng được mà về gốc con cũng được ha. Cây đang khỏe mạnh ha. À quý vị thấy ha. Anh để về mà bông lên không quý vị. Rồi giá lên Lâm ơi. 4 triệu đây. 4 triệu. 4 triệu bao ship cả nước. Dạ. Thì nói chung cái thời gian nó cũng hơi, thời lượng nó cũng hơi dài ha. Tại vì những cái tàn với anh không bên mình quay mình không muốn chi tiết ha quý vị, là chưa rõ chi tiết thì cứ qua số Zalo anh ha quý vị, nếu mà quý vị thiện chí. Tới tứ quý luôn anh. Rồi tới tứ quý tàn quý vị. Rồi chiều cao.
chị chịu em đi, cái đàn này chị em đi ha. Rồi để nhà được rồi. Chiều cao mét 7 đi anh ơi. Rồi bên em luôn đi. Thắng ngang, ngang nha. Mét 6 đi. Rồi. Một cốt quý vị. 28 của anh. 28 của anh quý vị. Đế cũ ha. Đây chân chịu khó không quý vị? Bự ha. Giá rồi. Rồi giá lên Lâm ơi. 2 triệu rưỡi anh ơi. 2 triệu rưỡi không quý vị? Rồi xuống đi anh. Bao ship mọi người quốc ha. Dạ, những cái túi quý nhỏ nhỏ này anh bao ship toàn quốc không quý vị? 2 triệu rưỡi. Rồi cũng tiếp theo là cái túi quý tàng quý vị cũng một cốt ha, thân. Ship cao lắm em ơi. Tính mấy 6 lên đây. Rồi. Nghe mấy rưỡi đi. Rồi. Cái này mình tiền ship ra mà xa xa cao lắm, 25 vành đấy. Rồi, 25 vành quý vị. Cái này ta ủng lại để cho nó đựng xuống lá không? Giữ độ ẩm nó không quý vị? Rồi giá lên Lâm ơi. Cái này 2 triệu 8 đây anh ơi. 2 triệu 8 không quý vị? Cái kia 2 triệu rưỡi hả? À. Thôi cái này bớt đi, cái này bớt 2 triệu 3 đi. 2 triệu 3 hả quý vị? Cái này bớt lại 2 triệu 3 ha. 2 triệu 3 đi. 2 triệu 3 quý vị? Nói chung ảnh cũng cân đối gây ha. Nhiều khi anh em cũng không có giá cả, nhiều khi anh em số lượng nhiều quá máy ảnh cũng nhìn vô bị chá mắt không quý vị? Rồi đâm ra đưa giá cũng không cân đối, thì quý vị nào thiện chí mua cứ alo trực tiếp cho anh Lâm quý vị. À, anh em cũng góp ý là cái giá vậy giờ được thì anh em mua ha. Mét 7 luôn ơi. Chứ mua bán thì có được quyền sự thương lượng không quý vị? Mét 7, mét 8 luôn đi. Chứ mét 8. Nhiều khi anh em đưa mức giá đồng ý cũng có cây cao cây thấp. Nhưng mà 26 đi. À, anh em thích cứ alo anh Lâm. À, đế đẹp anh ha. Em cái này đẹp nha. Bổ sung thêm anh Lâm à, cây đó vậy vậy để cái giá vậy được thì cứ alo em. À, alo là chốt chứ... Rồi giá lên Lâm ơi. Cái này 3 triệu anh ơi. 3 triệu quý vị. Cái này nó cái đế đẹp với tay cầm. Nói chung là tiền ship nó nặng lắm. Còn anh em nếu mà ở gần đây thì mình bán giá khác. Đúng rồi, quý vị nào ở gần thì anh bán cái giá nói chút xíu nữa không quý vị? Tại vì tiền ship nó quá cao đi. Chứ thực tế thì mình cũng theo dõi những cái bình luận của anh em mình cũng biết ha. Người ta nói anh em mua bán cây mắt nói thật tới chứ. Quan trọng anh em có thiện chí mua cứ alo chứ thật tế những anh em mà bình luận mà những anh em đó thiệt chứ mình nói. 1m7, 1m8 lên đây. Dạ. Rồi chị Nga cũng vậy luôn. Dạ. Hai mươi lăm. Rồi. Nguyên cục đế nè, cục đế nè ha. Đó. Cây nói chung giờ vô nhà vườn mấy anh em mua nó cũng tầm 1 triệu 7 triệu 8 á, thiệt chứ không có dưới đâu. Rồi tiền bứng, tiền chuyên chở, tiền xe rồi về giao ship anh em giờ 2 triệu mấy anh em đâu thấy đâu có lời bao nhiêu đó. Rồi giá lên Lâm ơi. Cái này á, cái này để 2 triệu 8 lên đây. Rồi. Dạ rồi, bây giờ con cái mai vàng đó thôi là hết clip nha anh em. Rồi, gắn theo dõi ủng hộ em Út nha. Những cây này giống như ảnh bán hả quý vị? Ảnh khách gửi lại, ảnh nuôi là giờ khách ha. Nên không có lên clip. 1m7 đi. Mét 7 quý vị, cây này cũng vô nhôm rồi ha quý vị? Một tính cốt ha. Rưỡi đi anh Trường ơi. Rồi, một cốt quý vị. Mấy cây này là đế đẹp lắm, chứ không phải nói thật. Mấy cây này đế đẹp chứ không phải ấy. Mà tại vì cây giờ đang nằm vô cái... Anh em nào cũng muốn cần chi tiết thì cứ alo em. Dạ. Em gọi cho. Dạ, không dám bươi. 50-23. 53 quý vị. Một cây cốt. Này, vô nhôm rồi. Vô nhôm rồi, anh em giờ ghép cũng được đó. Cây này cỡ này là ghép ngon lành luôn á. Còn muốn chơi đây, quý vị, thì ghép. Vàng nút nó không quý vị. Vàng nút đẹp lắm. Cây này đặc biệt nó cũng có sụn nha anh em. Không biết nó màu lớn hay như không. Thế nào đó mà nó cứ tóc ra vậy nè, tự nó tóc ra luôn nè, đó. Vậy đó. Rồi giá luôn Lâm ơi. 25 triệu anh. 25 triệu là hết hả anh Lâm? Dạ hết. Rồi cuối clip mình cũng thay mặt anh Lâm ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Qua quý vị xem thích cái nào alo trực tiếp Lâm quý vị.